Anh em nào muốn làm giàu lên ngay còn cái nịt.me, hệ thống chặn lẻ Momo tự động 24/7, nhiều mini game trả thưởng cực cao, đường link mình ghim dưới phần mô tả nha. Hello anh em, chào anh em trở lại kênh của mình nha. Thì ngày hôm nay mình sẽ up cho con Rosie tứ vĩ lên 10 sao cho anh em thử coi cái độ châu bò của em nó như thế nào. Đó, mình nghĩ nó tăng cực kỳ ghê luôn anh em ơi. Bây giờ em nó đang là 9 sao rồi. Mà mình thấy cái độ châu bò của em nó là cực kỳ là châu rồi anh em ơi. Mà bây giờ lên thêm một sao nữa là 10 sao. Đó, thì mình thấy nó tăng cực kỳ là ghê luôn anh em. Đấy. Rồi ok, thì mình đã chuẩn bị xong hết nguyên liệu rồi. Đó, và cũng như là cho anh em coi một vòng sự kiện đồ các thứ. À, hồi trưa cũng đã coi rồi đúng không anh em? Thì ngày hôm nay mình sẽ cho lên sao xong xuôi rồi mình sẽ tiến hành quay anh em. Đó, quay chiêu mộ đặc biệt để mình ăn thêm cái móc đặc biệt ở bên này. Đây anh em, chiêu mộ đặc biệt nè. Đó, lấy thêm 50 mảnh của con Kisame để đủ nguyên liệu cho em Kisame lên 10 sao anh em. Tuyệt vời cho anh em, còn 30 nhát nữa thôi là có rồi nè. Rồi ok anh em, bây giờ tiến hành lên 10 sao đi anh em. Mình đã chuẩn bị hết nguyên liệu rồi anh em. Một con tướng 4 sao, một con tướng 9 sao. Rồi thêm một con tướng food nữa, tím food nữa. Và cũng như là hai con food nữa anh em, hai con copy của con Rosie. Rồi ok nha anh em. Đây anh em, đó, nó sẽ tăng cái này lên. Đó coi, 114%, 70% tạo ấn. Còn cái này là nó là tạo một ấn luôn anh em. Trời ơi, tạo ấn là ấn tử thần anh em, là chắc chắn tạo luôn, chứ không phải là 70% nữa anh em. Ok, lên. Đấy, một sao cam rồi ạ. À, cho em nó lên một chút luôn. Trời ơi, hết đồng nữa rồi anh em ơi. Chắc phải nạp vài gói đồng nữa, quá bực mình quá. Đó anh em, Rosie tứ vĩ thành tựu sở hữu 3 đội viên 10 sao lụm. Đấy. Rồi ok anh em, bây giờ sẽ đến với cái tiết mục gọi là đi chiêu mộ đặc biệt anh em. Hôm nay chiêu mộ 100 nhát cho anh em coi. Trước khi chiêu mộ 100 nhát thì vào quay vòng quay thường đi anh em, để kiếm thêm nguyên liệu, kiếm thêm vòng gì, cái vé chiêu mộ đặc biệt á. Đó, bằng những cái móc bên này nha anh em, bằng những cái móc vòng quay bên này nha. Mình đang có gần 100 cái vòng quay luôn. Quay hết đâu đi anh em. Đó, đang có sự kiện ngon được rắp ly kìa. 99 cái chứ không được 100 nữa anh em. Một con hệ hỏa và một con hệ lôi. Có thể làm mới nha anh em. Hình như là ăn xong nó không cho ăn nữa kìa. Ok, 59 rồi. Để mình làm mới phát ra đây. Tàn đồ không. Ui ui. Làm mới phát đi. À, một con hệ âm dương, con hệ thổ à. Hai con này chả cần con nào luôn á anh em. Mà quay ở bên này thì được cái nó cho xu, một ít xu với lại đá lên kinh nghiệm cũng khá là ok, khá ổn. Đó, một con hệ thổ mới ghê chứ. Hình như là mình còn tới cái móc 100. 100 lượt quay này nè anh em. Là mình mới nhận được thêm cái móc tiếp theo của cái sự kiện. 19 rồi. Đó, thấy đồng nhiều là được đấy. Đồng nhiều là được. Hình như đồng này nó hơi bé hay sao ta. Có 80 à. Hồi nãy đồng tặng cả trăm mấy lận. Ok, nhát này nhát cuối nha anh em. Rồi, ok. Ăn luôn cái móc sự kiện này nè, vòng quay may mắn nè. Trời ơi, còn 70 nhát nữa, ăn thêm cái 8 cuộn chiêu mộ đặc biệt ta. Đây anh em, 6 cuộn nè. Đó, đang gom cuộn lại để chiêu mộ cho anh em coi đó. Vòng quay đặc biệt. Dứt thêm một nhát nữa đi. Kiếm thêm đó, đồng về. Wow, được vài. Được 1, 2, 3, 6 luôn nè. 5 cái 1M8. Ngon anh em, được rồi đó. Ủa, lên được 16M lại kìa anh em, ghê thật sự.
Rồi, vòng quay nè, này còn 70 nhét nữa là ăn được một vòng anh em. Trụ một vòng chua thật sự, 400 nhét vòng quay, đâu ra mà nhiều dữ vậy. À, ok anh em, bây giờ để coi coi, 99 anh em, 99. Rồi thì bây giờ mình sẽ roll thêm cái hệ thủy và hệ hỏa anh em, để mình kiếm tướng và cũng như là kiếm food để cho con Jiraiya của mình lên 10 sao, và cũng như là con Kisame để mình coi thử coi Kisame nó đủ đủ nguyên liệu chưa nè, cho một con lên thức tỉnh lên đi cái đã. Hình như là có một con rồi, à đây Sakura đúng không, đây cho một con lên thức tỉnh trước cái đã nè, thiếu một đứa. À, một con 4 sao anh em mới lên được. Cho con Yabuya này lên 4 sao đi. Em Yabuya lên 4 sao đi nè. Thôi lỗi gửi dữ liệu luôn. Rồi ok. Đấy, trời ơi, mỗi lần lên thốn lắm anh em. Mỗi lần lên một con tướng thốn lắm. Sakura nè, đừng có ấn lộn chúng mấy con SS nha anh em. Nó nằm ở cái thế là nhức đầu lắm á. À, ok, nhiều khi là lại cho đủ luôn anh em, nhiều khi lại đủ luôn đấy. Một con nữa thủy nè. Ôi đang hơi thiếu phút xíu anh em. Đó, quay nhẹ nhẹ một tí đi. Quay chi đặc biệt đi, ở bên hệ hỏa trước một xíu nha anh em. Ui, Roshi nữa nè. Trời ơi má ơi, mới dứt phát đầu dính liền con SS luôn em, ngon. Được, phải có điểm ngày hôm nay là được rồi đó anh em ơi, hệ hỏa nè. À, mới vô dứt cái dính Roshi luôn, khỏe gà thực sự. Ba nhét nữa là mình hai nhét X10 nữa là mình sẽ nhận được thêm một con Kisame nữa nha anh em. Ôi ôi ngon, một con SS nữa anh em ơi, nhị vĩ, nhưng mà con này mình không có chơi anh em ơi. Con này không có chơi, có là cũng được rồi, không có cũng được không sao anh em, nhưng mà có SS là được rồi. Ok, dứt cái nữa nha. Đó, cứ SS tướng S nhiều vào là được anh em, tướng S nhiều vào là được. Rồi. Rồi, còn thêm làm thêm nhé. Bên này nữa đi. Đó. Rồi ok, thấy ổn rồi đó nè. Bây giờ ra lấy thêm lượt quay nè, 30 điểm, 20 điểm. Đó, mình qua tới vòng thứ hai luôn nè anh em. Chiêu đặc biệt nè. Mình qua tới vòng cuối luôn rồi. Đó, cái vòng kia thì mình đã ăn thêm 50 mảnh là của Kisame rồi nè anh em. Lấy 50 mảnh, bây giờ là chính thức đủ lấy tướng đã nè, chính thức đủ rồi nha anh em, đủ cho con Kisame lên 10 sao rồi. Hay, trời ơi, mai nè, mai cho em nó lên 10 sao luôn. Đó, đánh cho đã anh em ơi. Rồi lấy thêm đặc cuốn đặc biệt chứ. Ủa, cuốn đặc biệt đâu ta, còn một cuốn nữa đâu nhờ, để mình vào trong này mình đổi chứ. Đâu rồi, hỗ trợ mùa đông xu vòng quay. Một cuốn đặc biệt hồi nãy mình tính là thế nào nó cũng có một cuốn nữa mà ta. Chiêu bộ đại ninja, à đây đây đây, làm thêm phát ý, cái này là đại ninja rồi, chiêu đại ninja. Còn đây mình chiêu đặc biệt mà, đại ninja để coi coi. À, chiêu hai nhát bên này đi nè, lấy thêm cuộn nè, lấy thêm cuộn. Một con hệ phong nè. Ê da, không có né thiệt luôn. Đây anh em, hai cuộn nè. Đó, nãy mình tính rồi, mình tính là vừa đủ luôn ấy. Để vào luyện bớt lên da đã nha anh em. Ok, cứ luyện một con nhiều nhiều vào một tí. Đó, luyện ở trong này thì khỏi đi huyết tế nè. Rồi ok, ổn rồi đấy. Rồi bây giờ chiêu đặc biệt 40 nhét ở bên hệ thủy nha anh em. 40 nhét bên hệ thủy. Ấy rồi ôi, Utakata. Được, con này đánh boss ngon nè anh em. Giờ thêm ui ôi, S nhiều thế. Ui, S nữa kìa. K
Kabuto. Rồi ôi, ba con S, một con SS anh em. Hôm nay hơi bị nhân phẩm rồi nha. Ok, giúp tiếp nha. Rồi, Sai nè, Ten Ten nè, Yabuya nè. Ôi, Yagura. Không lẽ, trời ơi, ra thêm một con SS nữa anh em. Không lẽ bây giờ cho tới con này tới 10 sao luôn hả ta? Con này có nên chơi không anh em? Hãy comment bên dưới để mà tư vấn cho mình coi con này bây giờ là mình đã đủ nguyên liệu lên 10 sao luôn rồi đó. Wow, tuyệt vời quá anh em ơi. Mình nghĩ chắc đủ nguyên liệu lên 10 sao rồi đó anh em. Hệ thể như đó được rồi anh em. Mình nghĩ là chắc dư đồ luôn rồi đó. Như bên hệ hỏa tiếp đi. Ui ui, Jiraiya. Trời ơi, ra mấy con tướng đang cần không anh em. Nhưng mà Jiraiya thì mình cũng đã đủ nguyên liệu để lên 10 sao luôn rồi. Làm thêm nhát cuối luôn đi. Ok, không được gì cả. Đây anh em. Đó, 2 trên 2, dư một con ở ngoài nữa anh em. Và cũng như là thông thạo mình chưa cày luôn á. Nhưng mà thôi, mấy cái con này sau này về lay vẫn phải tìm anh em. Bởi vì á, khi anh em lên 10 sao á, nó cũng có thức tỉnh mà. Đây anh em, thức tỉnh để mở khóa những cái nhẫn thuật á. Đây anh em. Đó, cần tướng food khá là nhiều để lên 11 sao. Vui lắm nha anh em. Mà chúng ta phải cần tới hai cái con copy nữa để lên em nó 11 sao nữa anh em, chứ đâu phải đơn giản đâu. Trời ơi, thốn lắm á nha, chứ phải chúng phải ít đâu nha anh em. Để coi coi. Đây, chiêu đặc biệt. Lấy tiếp các cái móc luôn anh em ơi. Đó, tuyệt vời. Rồi. Bây giờ để mình tích góp thử coi coi đủ tài nguyên để mà lên con Kisame lên 10 sao không không anh em. Tướng thủy nè. Kisame 10 sao đơn giản nha nè. Con này Yabuya thì đã đang thiếu một con thôi. Đây. Điểm 1, 2. Rồi, ok. 4 sao một con rồi anh em. Bây giờ lên luôn cũng được nữa anh em ơi. Giờ lên luôn cũng được nữa đấy. Ôi, ôi, rồi. Lên luôn đi. Cho em nó lên luôn đi anh em. Trước sau gì cũng phải lên. Để mình ghép mảnh đã nha anh em. Đâu rồi, đây. Đó, Kisame. Thêm một con nữa rồi. Đó, mình ráng ăn thêm cái móc cuối của cái đợt chiêu mộ này là thêm một con nữa nè. 50 nhát nữa thôi. Chỉ 50 nhát nữa thôi mà 3 ngày. Trời ơi, ngày hôm nay 4 vòng mà quay khá là nhiều nè. 4 vòng lần. Rồi, ok. Thức tỉnh nè. Cho thêm một con hệ thủy lên nữa đi nè. Thủy ra. Đó, ui cha, vừa đủ luôn anh em ơi. Vừa đủ luôn. Ôi. Rồi, ok. Vừa đủ cho con Kisame lên luôn nha anh em. Hai con. Đấy, ok chưa? Một con. Rồi, thêm con này nữa. Ok. Trời lỗi, dữ liệu sao không hoài vậy ta? Đấy. Cuối cùng em nó cũng đã lên được 10 sao. Trời ơi, tốc độ nhanh nhất lịch sử luôn em. Lên level 220 luôn. Wow. Khi mà lên 10 sao thì nó sẽ hưởng cái đặc quyền gọi là các cái chỉ số nó sẽ là level 3 luôn nha anh em. Sát thương 300% công, hai địch hàng sau. Wow, ôi tuyệt vời anh em ơi. Hôm nay lên được một nhát là con Jiraiya lên 10 sao. Cái con Roshi lên 10 sao nè. Đó, xong xuôi rồi đến con Kisame lên 10 sao. Một ngày lên được 10 sao tới hai con luôn nè. Đã thực sự. Ok, bây giờ vào là đi đánh đấu trường rồi các thứ nè. Vào qua Liên Server đi. Bởi vì anh em biết sao, ngày hôm nay bên Liên Server nó đang gần hết mùa rồi. Trời ơi, này nó tán mình hồi nào đây ta? 4 giờ mấy, trời mấy này nó đánh mình dữ vậy. Trời, thằng này thì thôi chứ nói gì anh em. Team của nó cũng dữ dằn lắm nè. Thôi, mấy này thôi đừng có đụng nè. Đánh mấy thằng khác đi. Đánh mấy thằng xem xem với mình đi nè. Xem với mình thôi, mấy này giờ được chiến nó tới 2 triệu mấy, lượt được chiến mình mới có 2 triệu à nè. Rồi thử, để thử thôi, trả thù thử coi như thế nào nha nè. Đánh thử coi như thế nào. Đánh mình 20 điểm thì mình cũng mất 20 điểm anh em. Coi đội hình lại coi. Ôi ôi. Quá ok luôn nè. Nhưng mà phải làm một trận win đã chứ anh em. Mới ra làm một trận win đã chứ mới vô mỗi úp tướng xong mà đánh thua thì nó kỳ quá.
nguyên cái đạn em. Mình coi ra đạn có quy sơm của mình chém thử là như thế nào nha. Bây giờ mình chỉ thiếu đồng à, để mình up thêm rồi thì nó thôi anh em ơi. Bây giờ không có chú tâm mà quay đã quay đặc biệt thì lại chú tâm chú này á. Nó sẽ có thêm, mình nghĩ nó sẽ có thêm mát cắn lên mát cuốn một quay thôi. Má ơi đàm to thực sự đấy. Rồi tới vòng thứ hai nè. Trời, mấy con này level 1 không, để vô cho có, cho mất thời gian chơi thôi. Ủa, ba mấy điểm luôn đã người ta. Mày tụi nó đánh mình y xèo luôn em ơi. Trời hơi lát một tí. Rồi Slim. Đó, bên kia cũng có kia Same mà level có 100 mà anh em. À quên cái vụ trao thẻ thì hôm nay mình chưa có mua thẻ được anh em, nên là chắc mình hẹn anh em vào ngày mai mà mình trao thẻ ha. Mà đi anh em mai mình mới trao thẻ cho anh em được. Hãy cố gắng nó chứ. Cho anh em cũng còn một người chúng ta tham gia mà vẫn còn tham gia được nha anh em, cho tới ngày mai khi nào mà mình làm video trao không có nhận được nha. Bây giờ vẫn tham gia được. Cái ui ui 600.000 đam. Wow, 600.000 đam hay là 6 triệu đam anh em nhỉ. Chứ mê chém đau lắm nha anh em. Nhưng mà bị cái em nó khi mà vào đánh hại anh em. Đánh nó không có ra cái tàn phế anh em ơi, đánh không ra tàn phế. Rồi ok, vào trả thù này coi. Từ nha anh em, vào trả thù thằng này cái nha. Ok. Thử có win nổi nó hay không. Nó thì chắc chắn nó nạp nhiều hơn mình rồi đó anh em. Nhìn là biết chân nạp nhiều hơn mình rồi đó. Bởi vì cái con Kakuya chứ. Nó đã level 250 rồi nè. Thì cũng nó là cái vui rồi đó em. Ôi cái con đệ ngủ đấm đau thế à, không phải, cái đó là do độc thuốc quá nè. Một mình con Kakuyu nó bị dính tới 4 cái hiệu ứng lần. Ôi cái nó đã thực sự nè em, đã to ghê gớm. Có carry rồi, bên kia toàn là tướng tăng cơ với lại hỗ trợ không anh em. Nhưng mà cái dàn tướng này mình nghĩ là mình đánh hết giờ luôn á. Tập nhau thì biết chiều nào mới xong. Đã vậy mà có con Asuma búp máu. Ở bên kia có Asuma búp máu. Ồ, hết giờ anh em. À, tới vòng 2. Ôi, vòng 2 kìa. Một mình hai con này đánh mình hết giờ luôn anh em ơi. Má ơi, anh em coi con tứ vĩ căng tăng châu cỡ nào anh em. Nhưng mà 250 nè, 13 nè. Một mình con tứ vị có thể cơ cường nguyên cái đội hình phụ nha anh em. Ôi, bởi vậy con Asuma đằng sau nó búp lên nữa chứ. Ghê thật. Búp máu rồi cái thứ nữa kìa. Không chết nổi nè, không chết nổi mấy này đâu nè. Từ chết tới bị thương nhau thôi.
đó anh em thấy một con cúc máu và một con tứ quỷ, nó đã cưng rồi cái team phụ của mình rồi. Tí hồi nữa sẽ quay to ra bên sao đi ải cho anh em coi thử coi cái ải đợt này nó đánh ải như thế nào ha anh em. Thì cái tàn phế của nó vào cái hai màu tím anh em, thì nó ít xuất hiện ở khi mà đi ải nha, đi PK thì xuất hiện nhiều lắm, đi ải lên rất ít. Hết giờ thôi em, đánh cái hòa thì lại thua anh em. Rồi ok, bây giờ sẽ phát nó đi ải thử coi cho anh em coi thử coi nha. Ra đi ải phát đã nè. Mua mấy cái này miễn phí hơi ngon nha. À, thông thạo nè. Asuma. Đó. Ủa thông thạo vòng thứ tư rồi, ngon. Ngủ nè. Cày thông thạo cũng kiếm được tài nguyên ngon nha anh em. Đấy, ok, liên đấu là đi hơi bị nhiều cả hai anh em. Rồi Asuma nè. Rồi ok, cho anh em coi con Asuma mình ấy cái con Kisame của mình nó đánh mấy cái con quái này anh em. Đó, không thấy tàn phế đâu hết. Nhiều ông bị rồi. Cái này là chắc phải nói là nhà phát hành để mà xem lại cái vụ này thôi anh em ơi, nhiều ông bị rồi. Đi BK á thì mình thấy nó hiện ra nhiều. Đó, hiện ra nhiều lắm. Đó anh em, còn mà đi ải á nó mất thấp luôn anh em. Ở vậy hồi đợt mình đánh có tàn phế đâu, ta không thấy tàn phế đâu hết vậy. Đi BK á nè, đi BVB á, đi BVB á, đúng rồi thì nó vẫn thấy. Còn mà đi đi đánh người thì nó hiện hoài anh em. Còn mà đi đánh boss, đi ải được cái thứ là chặt nó không có thấy tàn phế đâu cả. Đó anh em, chặt nó không có tàn phế đâu luôn. Được, con này được cái có tàn phế để mà đi hỗ trợ team chung thêm rồi các thứ mà lại không thấy đâu. Hãy cố gắng thôi ra kìa. Đã thực sự. Sau ra thêm con Itachi rồi các thứ nữa thì sao trời. Ok anh em, mỗi ải ở bên này thì chúng ta sẽ nhận được một món đồ đỏ nha anh em. Mỗi ải ở bên đây nè, từ 20+ chấm trở lên nè. Đó, mỗi ải ra sẽ nhận được một cái đồ đỏ cực kỳ ngon luôn nha. Rồi ok anh em, thì đó là video ngày hôm nay. Mình cũng đã cho con Kisame rồi các thứ lên 10 sao và cũng như là con Roshi lên 10 sao rồi. Đó. Rồi tiếp theo nữa thì mình sẽ cho con Jiraiya lên 10 sao và cũng như là Asuma lên 10 sao đi. Rồi tính tiếp anh em. Đội hình của mình cũng khá ổn áp rồi đó. 4 con 10 sao rồi. Rồi anh em, thì đó là video ngày hôm nay. Anh em thấy hay cho mình like, share, theo dõi kênh nha anh em. Sau khi ngày mai nếu mà có code mới thì mình sẽ làm tiếp video cho em coi. Ngày mai chắc chắn có code. Mình sẽ làm video share code cho anh em nha. Anh em thấy hay cho mình like, share, theo dõi kênh nha anh em. Rất nhiều nha. Nhớ theo dõi kênh của mình để mà lấy code một cách sớm nhất nha anh em. Rồi ok.